Tiếp tục dòng chảy thông tin trong chương trình sáng nay sẽ là những thông tin được chúng tôi nhận được thông qua số điện thoại hotline 0901812999. Kênh VTC9 của chúng tôi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng đường Sơn Đồng, Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã bị sụt lún rạn nứt xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan đô thị và tình hình an toàn giao thông nơi đây. Theo phản ánh, đoạn đường khoảng 3 km kéo dài từ cầu Đoan Hoài đến dự án Sơn Đồng Center thuộc tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang có dấu hiệu sụt lún, nứt toác kéo dài rất nghiêm trọng. Được biết, dự án đường Sơn Đồng Song Phương được Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư và thực hiện phương án cải tạo sửa chữa. Từ năm 2016 cho đến nay đã trải qua 5 lần tu sửa nhưng kết quả là mặt đường vẫn luôn trong tình trạng xuống cấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức có ý kiến chỉ đạo đốc thúc Ban quản lý dự án lên kế hoạch khắc phục dứt điểm hiện tượng sụt lún, nứt, đảm bảo mỹ quan chung khu vực cũng như an toàn của người dân.